xin chào anh chị và các bạn chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo và bài học này là một cái bài học mà tôi sẽ sử dụng cả cái uh, sơ đồ SWOT để phân tích về cái uh, thương hiệu cá nhân của bạn thì đầu tiên uh, tôi sẽ nói về cái mô hình SWOT cái sơ đồ SWOT là cái gì SWOT là một cái mô hình là phân tích điểm mạnh điểm yếu cơ hội và thách thức đây là một cái mô hình quản trị tương đối là dễ mà thường ở trong các cái chương trình đào tạo ở bậc đại học chúng ta cũng học về cái mô hình này thế thì chúng ta ứng dụng cái mô hình SWOT trong cái quá trình mà chúng ta à, xác định định vị à, cũng như là à, chúng ta tạo ra được một cái à, phong cách cho cái thương hiệu cá nhân của mình như thế nào thì ở đây à, chúng ta có thể là sử dụng cái mô hình SWOT này trong cái à, quá trình mà chúng ta đi tìm kiếm cái bản ngã đi tìm kiếm cái 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 định vị thương hiệu cá nhân tốt nhất cho mình thì đầu tiên là chúng ta sẽ hiểu là SWOT nó gồm những cái gì đúng không điểm mạnh điểm yếu À, cơ hội và thách thức vậy điểm mạnh thì các bạn sẽ đưa ra những cái uh, liệt kê ra gạch đầu dòng ra những cái điểm mạnh của bản thân mình để mình tìm xem là mình phù hợp với cái cái gì và mình có thể định vị với cái phong cách như thế nào à thí dụ như nào mình có những cái lợi thế gì kỹ năng gì mà người khác không có lợi thế gì kỹ năng gì mà mình làm tốt nhất mình có thể làm được lâu dài nhất mình có thể đam mê nhất bởi vì tôi nói trước là cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân nó sẽ mất thời gian nó sẽ cần nhiều thời gian để làm à, cần sự kiên nhẫn cần sự đam mê cho nên là vậy thì bạn cần phải có một cái khoảng thời gian dài để làm cái điều đó vậy thì bạn cần phải có đam mê có kiến thức có kỹ năng về cái lĩnh vực mà bạn sẽ làm sắp làm đúng không đấy rồi thì bạn có những cái tài nguyên gì mà người khác không có ví dụ tài nguyên về sách về báo về uh, công nghệ hay là về thiết bị phần cứng bạn có những cái thành tiệu gì đáng tự hào nhất à, hoặc là bạn tin vào những cái giá trị gì mà mình sẽ phát huy được đấy bạn có lòng tin về điều gì bạn mong muốn trở thành ai đấy là cái việc mà chúng ta à, xác định cái điều này và sau đó thì chúng ta sẽ suy nghĩ thêm về những cái à, cơ hội đúng không ạ cái điểm mạnh là như vậy nhưng mà cái cơ hội cái cơ hội ở đây là gì là chúng ta phải suy nghĩ về cái việc là nếu như chúng ta theo đuổi cái việc đấy trong tương lai thì chúng ta có những cái cơ hội tốt hay không Ví dụ như tôi tôi lựa chọn marketing online vì tôi biết rằng là, là trong tương lai càng ngày người ta càng sử dụng marketing online và thương mại điện tử rất nhiều và bản thân tôi cũng có lợi thế là tôi là giảng viên đại học tôi có bằng cấp tôi có học vấn học vị vân vân ví dụ như thế đúng không ạ hay là tôi có khả năng diễn thuyết tôi có khả năng nói chuyện tôi có khả năng xử lý vấn đề tôi có khả năng tư vấn à đấy chính là cái cái cái, cái, cái suy nghĩ về cái việc là à, thế mạnh cũng như là à, cái ừ, điểm mạnh của mình kết hợp với cái cơ hội bởi vì cơ hội tôi biết rằng là trong tương lai cái cơ hội đối với cái nghề này rất là tốt cho việc phát triển thương hiệu cá nhân nhân hiệu thu nhập cũng như là mình ngày càng yêu thích công việc hơn vì mình có những cái thử thách trong công việc đấy thế còn về điểm yếu thì mình cũng phải chỉ ra đúng không ạ những cái gì mà mình cảm thấy là mình không tự tin mình không có kiến thức ví dụ như là điểm yếu của mình về ngoại hình về khả năng nói chuyện về tư duy vân vân thì chúng ta cũng có thể là điểm yếu đấy thì chúng ta cũng có thể khắc phục điểm yếu thì chúng ta ví dụ như là không biết nói chuyện thì chúng ta có thể tham gia những cái chương trình học để giúp chúng ta nói chuyện tốt hơn và chúng ta không có ngoại hình đẹp thì chúng ta có thể là ăn mặc có gu thời trang hơn bằng cách là chúng ta có thu nhập tốt chúng ta có stylist, chúng ta học hỏi cái đấy cũng không khó thói quen tiêu cực của chúng ta là gì các cái điểm suy nghĩ mà thiếu tích cực của chúng ta là gì rồi thì chúng ta không có lợi thế về mặt khoa học, về mặt công nghệ hay về mặt trang thiết bị máy tính gì gì đấy, chúng ta chưa biết gì về mạng internet vân vân, thế thì chúng ta hoàn toàn có thể làm tránh những cái lợi thế, xin lỗi, chúng ta hoàn toàn suy nghĩ về việc là tránh những cái bất lợi thế đấy đi bằng cách là chúng ta không đi vào hoặc là chúng ta sẽ cải thiện là tôi thiếu yếu những cái này thì tôi sẽ học, tôi sẽ nâng cao trong thời gian sắp tới 3 tháng, 6 tháng tiếp theo như thế nào đó để làm sao mà tôi có thể là biến toàn bộ những cái điểm yếu của tôi thành các điểm mạnh. Đấy, cái điểm yếu như vậy thì bạn hoàn toàn có thể lên các kế hoạch để học tập cho mình và để khắc phục những cái điểm yếu, chuyển nó thành các điểm mạnh và gia tăng sức mạnh cho mình. T tức là threat tức là ở đây là những cái nguy cơ, những cái mối đe dọa mà theo cái phân tích là điểm mạnh, điểm yếu, nguy cơ và thời cơ đấy, đúng không ạ? Thế thì các cái nguy cơ chúng ta có thể gặp phải đấy là ví dụ như là chúng ta sẽ phải đối mặt những cái vấn đề gì nếu mà chúng ta dấn thân vào con đường này chúng ta sẽ phải gặp những cái khó khăn gì trong cái quá trình chúng ta làm về mặt tài chính về mặt con người về mặt sức khỏe về mặt thời gian về mặt trí tuệ về mối quan hệ chúng ta phải chấp nhận điều đó hay kể cả những cái rủi ro nếu mà thương hiệu của chúng ta ngày càng phát triển lên chúng ta bị mất đi những không gian riêng tư chúng ta bị xâm phạm xâm phạm về đời tư nhiều À, chúng ta cái quyền dương tư của chúng ta không còn nữa và đôi khi chúng ta bị bới móc về những cái là chuyện này chuyện kia đúng không thế thì tất cả những cái thứ đấy thì chúng ta đều phải xác định vì vậy sau đó thì sau khi chúng ta phân tích điểm mạnh điểm yếu à, thời cơ và thách thức thì chúng ta sẽ à, xác định được cho mình là vậy mình sẽ thích hợp với cái à, mô hình nào à, và với cái định vị với cái à, những cái điểm mạnh gì để mình bắt đầu mình xây dựng thương hiệu cho mình à, các bạn sẽ làm bằng cách là các bạn Search Google tìm ra cái mô hình SWOT, sau đó các bạn chia làm 4 ô đấy. À, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, bạn viết cho mình những cái gạch đầu dòng vào đó để chúng ta biết rằng là chúng ta có những lợi thế gì, chúng ta có những nhược điểm gì, lợi thế thì chúng ta phát huy và làm nâng cao hơn nữa. À, nhược điểm thì chúng ta học hỏi để khắc phục. Cơ hội thì chúng ta phát huy, còn cái thách thức thì để chúng ta tìm cách để chúng ta vượt qua. Thì như vậy chúng ta đã bắt đầu à, có thể xây dựng thương hiệu cá nhân cho mình rồi và ví dụ với một người bán hàng online thì bạn có thể sẽ xác định xem là cái ngành hàng bạn kinh doanh là gì ví dụ như ngành hàng thời trang thì cái xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn có thể là gì bạn trở thành một stylist một cái chuyên gia về về làm đẹp về tư vấn về trang phục rất là chuẩn mực Đấy, bạn am hiểu sâu về ngành may mặc am hiểu sâu về form dáng về sở thích về xu hướng màu sắc và như vậy bạn đã trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực đó và bạn sẽ tư vấn được cho khách hàng và lúc đấy thì khách hàng sẽ rất là thích bạn họ sẽ tin tưởng vào lời tư vấn của bạn họ sẽ mua hàng của bạn hoặc thậm chí họ trả tiền cho bạn để được tư vấn rất là tốt đúng không ok các bạn đã hiểu ý tôi rồi chưa ạ vâng à, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video bài học tiếp theo xin cảm ơn